Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Đầu video xin chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Thì hôm nay xin giới thiệu với cô chú anh chị và mọi người một căn nhà ở đường Hoàng Hoa Thám, phường 7, Bình Thạnh. Thì căn nhà này ở địa chỉ là số 80/2 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh. Hẻm là hẻm xe hơi rất là rộng, có thể hai xe né nhau. Đây là căn nhà có cái cổng mái ngói đỏ trước của chú anh chị. Diện tích là ngang 4 và dài 20. Kết cấu là một trệt, một lầu cũ, tiện mua về sửa chữa cho thuê hoặc là đập xây dựng mới, mình ở thì nó hơi cũ. Giá chủ đang chào là 12.9 triệu thương lượng, chỉ chạy ra khoảng 50m là tới mặt tiền Hoàng Hoa Thám, vị trí rất là đẹp. Giá là 12.9 triệu, còn thương lượng sổ giao dịch chính chủ. Thì để em quay sơ rồi em quay cái hẻm chạy ra cho cô chú anh chị xem. Cô chú anh chị nào mà muốn xem sổ thì có thể inbox Zalo 0787572158 để em gửi sổ. Chào và hẹn gặp lại ở những video sau. Đây là lúc em chạy ra đường Hoàng Hoa Thám cho cô chú anh chị mọi người có thể tham khảo. Đây mình quẹo trái rồi ra Hoàng Hoa Thám rất là gần.